Trước đó, bà Huỳnh Ngọc Trắng, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lệ, Tiền Giang bị tố cáo có thời gian sống như vợ chồng với người đàn ông đã có gia đình. Nữ bí thư xã ở Tiền Giang bị khiển trách vì ngủ với chồng người khác. Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên chặt biển số xe, cướp tài sản ở Hà Nội. Ngừng kinh doanh tự phát chụp ảnh thú cưng, xử lý nghiêm ngược đãi động vật tại Đà Lạt. Công an xác minh clip người chồng đánh vợ giả mang. Nữ bí thư xã ở Tiền Giang bị khiển trách vì ngủ với chồng người khác. Trước đó, bà Huỳnh Ngọc Trắng, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền Giang bị tố cáo có thời gian sống như vợ chồng với người đàn ông đã có gia đình. Ngày 21 tháng 8, ông Võ Văn Em, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Văn Bằng, bí thư huyện ủy Cai Lậy vừa ký quyết định kỷ luật số 2481 với hình thức khiển trách đối với bà Huỳnh Ngọc Trắng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy do vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống. Trước đó, qua đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Luyện, đã phát hiện chồng bà là ông Võ Anh Tuấn đã có thời gian sống như vợ chồng với bà Huỳnh Ngọc Trắng, bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn, nguyên trưởng phòng tài chính huyện. Ban thường vụ huyện ủy Cai Lậy đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra huyện ủy tiến hành kiểm tra xác minh, qua đó phát hiện bà Huỳnh Ngọc Trắng có vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm những quy định những điều đảng viên không được làm đến mức độ phải bị xử lý kỷ luật. Do đó, ban chấp hành đảng bộ huyện Cai Lậy đã ban hành quyết định kỷ luật người cán bộ này với hình thức khiển trách. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Luyện còn có đơn tố giác tội phạm đối với bà Huỳnh Ngọc Trắng đến cơ quan chức năng huyện Cai Lậy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh xử lý theo thẩm quyền. Huyện ủy Cai Lậy căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đối với nữ cán bộ này. Liên quan đến vụ quan hệ bất chính này, ông Võ Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Thu Luyện đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội làm nhục người khác. Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên chặt biển số xe, cướp tài sản ở Hà Nội. Chiều ngày 21 tháng 8, lãnh đạo công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, do thích phô trương và muốn thị uy với các nhóm thanh niên khác ở khu vực các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Hà Nội, nhóm của Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 2006, đã bàn bạc sử dụng xe máy mang theo hung khí, lang thang trên các tuyến đường ở huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Nếu gặp thanh niên nào thấy ngứa mắt thì sẽ chặn đánh, sau đó chặt biển số xe máy để thị uy. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, cả nhóm tập trung tại cánh đồng thuộc xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, cầm theo hung khí là những tuyếp sắt dài gắn vật sắc nhọn và ba két vỏ chai bia. Sau đó, các đối tượng di chuyển trên ba xe máy đi theo hướng từ Sài Sơn, huyện Quốc Oai sang địa phận huyện Hoài Đức. Khi đi đến cầu vượt thuộc thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, nhóm đối tượng nhìn thấy chị Thư, sinh năm 2006, đang điều khiển xe máy Honda Way chở theo anh Thanh, sinh năm 2009. Cả nhóm liền dùng vỏ chai bia ném trúng vào đầu, khiến chị Thư ngã xuống đường, sau đó dùng kiếm gắn tuyếp sắt chém vào phần đuôi xe của chị Thư. Lấy xong biển số xe, các đối tượng đã bỏ đi. Ngày 19 tháng 8, Công an huyện Hoài Đức đã triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc và thu giữ hai túi ni lông đựng biển số xe do nhóm đối tượng cướp được. Từ số lượng biển số xe thu giữ được, Công an huyện Hoài Đức đã điều tra, khai thác mở rộng 6 vụ việc khác đều do nhóm đối tượng thực hiện từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về tội cướp tài sản, 1 đối tượng về tội che giấu tội phạm. Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Ngừng kinh doanh tự phát chụp ảnh thú cưng, xử lý nghiêm ngược đãi động vật tại Đà Lạt. Ngày 17 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh, video về một chú chó bị chủ đánh đập tại quảng trường Lâm Viên vì không hợp tác chụp ảnh với khách. Bài đăng sau đó đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, bày tỏ sự bức xúc về hoạt động của chủ, kêu gọi tẩy chay dịch vụ. Chiều 21 tháng 8, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, đã giao cho Công an thành phố rà soát, xác nhận thông tin cư trú của các nhân vật có hành vi hành hạ vật nuôi tại quảng trường Lâm Viên như trong các video, hình ảnh được đăng tải trước đó. Trong văn bản phát đi chiều cùng ngày, thành phố Đà Lạt đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định chăm sóc, bảo vệ vật nuôi đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch vườn thú. Đồng thời, kiểm tra dịch vụ chụp ảnh với vật nuôi trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Thành phố tổ chức lực lượng kiểm tra theo dõi nắm tình hình, tiến tới chấm dứt kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với thú cưng, bà Loan nói.
Dịch vụ cho thuê chó chụp ảnh phổ biến ở nhiều năm qua trong các địa điểm du lịch ở Đà Lạt, không chỉ ở quảng trường Lâm Viên. Số khách trả 30 cho tới là 50.000 đồng cho mỗi lượt thuê chụp. Tuy nhiên, trong ngày 21 tháng 8, một số địa chỉ vui chơi công cộng tại thành phố đã vắng bóng sự dịch vụ chụp ảnh với thú cưng. Ông Nguyễn Đức Cứ, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức lực lượng theo dõi, kiểm tra và chấm dứt dịch vụ kinh doanh chụp hình với thú cưng tại các địa điểm du lịch trên địa bàn. Các hành vi thả rông, không sợ mõm, không có người chăn dắt khi ra nơi công cộng và phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường cũng sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc. Công an xác minh clip người chồng đánh vợ giả mang. Ngày 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận công an huyện đã mời ông Cao lên làm việc. Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, ông Cao được xác định là người đã có hành động đánh vợ trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 20 tháng 8. Trong đoạn clip dài hơn 5 phút cho thấy, người phụ nữ bị chồng đánh từ ngoài sân vào trong nhà. Người vợ bỏ chạy ra đường vẫn bị chồng đuổi theo, lôi vào sân và tiếp tục đánh đập, đá mạnh vào bụng, mặt. Dù người phụ nữ quỳ lại, van xin nhưng người đàn ông không tha, tiếp tục bạo hành. Khi hàng xóm chạy đến nhà, người đàn ông bỏ đi nhưng sau đó trở về, kéo cửa cổng, đuổi hàng xóm, hét vào mặt và nói, bước vô nhà ngủ. Thấy chồng lấy cây gậy, người vợ hốt hoảng bỏ chạy, người đàn ông lại tiếp tục la hét đuổi theo. Người tung clip lên mạng xã hội kèm nội dung. Ngày 16 tháng 8, ở đảo Lý Sơn, vợ ăn hết một con cá mắt đỏ, không để phần ổng, mà ổng về đánh vợ thừa sống thiếu chết, dù vợ đã quỳ lạy van xin. Phía dưới bình luận, có người còn ghi rõ tên, địa chỉ của người đàn ông đánh vợ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Ông Cao uống rượu say, không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi đánh vợ. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, lãnh đạo huyện Lý Sơn nói. Cán bộ công an kể hành trình tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng suốt 5 ngày. Ngày 21 tháng 8, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết sau 5 ngày đi lạc trong rừng, bé trai Đặng Tiến Lâm đã được người dân và các lực lượng chức năng tìm thấy. Hiện tại bé trai đã được đưa về với bố mẹ, sức khỏe và tâm lý ổn định, an toàn. Trước đó, ngày 17 tháng 8, Công an huyện Văn Yên nhận tin báo của Công an xã Lâm Giang về việc mất tích của cháu Lâm. Thông tin ban đầu xác định trước đó cháu Đặng Tiến Lâm sinh năm 2018. Con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn cách nhà khoảng 500 mét. Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, cháu Lâm cùng với các chị và một số người bạn xuống dưới chân suối chơi. Trong lúc này, cháu Lâm đã đi ngược lên đồi bên kia suối khoảng 30 mét. Khoảng một lúc sau đó, chị gái của cháu Lâm là Đặng Thị Mấy sinh năm 2011 cùng các bạn đi tìm nhưng không thấy cháu Lâm. Cùng thời điểm này, mẹ cháu Lâm là chị Lý Thị Phái cũng đi tìm con về ăn cơm nhưng không thấy, đã hô hoán mọi người đi tìm cháu Lâm. Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo Công an xã lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm cháu bé, đồng thời phân công một tổ công tác của Công an huyện do các đồng chí Phó trưởng Công an huyện chỉ đạo trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai các biện pháp tìm kiếm. Trong đó, Công an xã Lâm Giang đã phối hợp với các lực lượng khác như quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và người dân địa phương, chia làm nhiều tổ, nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng. Tại khu rừng thuộc thôn Khai Dạo, xã Lâm Giang, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các xã lân cận thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và các xã giáp danh thuộc tỉnh Lào Cai. Các nhóm tìm kiếm đã nỗ lực kiểm tra kỹ các địa điểm có hố sâu, hang đá, khe suối, vách núi đá, hút cạn nước, một số ao trong khoảng 3 km gần khu vực cháu Lâm mất tích, đảm bảo không để sót khu vực nào. Khoảng hơn 10 giờ ngày 21 tháng 8, ông Lý Văn Lằng đi rừng thì phát hiện có cháu đi lạc và đưa về nhà ông chăm sóc, đồng thời báo tin cho chính quyền xã Lăng Thíp. Xác định được đây là bé trai bị lạc từ chiều ngày 17 tháng 8 tại thôn Khai Dạo, xã Lâm Giang, ông Lằng đã thông tin cho xã Lâm Giang xác nhận và đón cháu bé về với gia đình. Qua lời kể của cháu Lâm, do không xác định được phương hướng nên cháu bị lạc và đi sâu vào trong rừng. Khi đói thì cháu ăn lá cây, ăn quả dại, khát thì uống nước suối. Cháu Lâm có thể sống sót một cách kỳ diệu trong điều kiện đặc biệt khó khăn vì có thể phân biệt được lá cây nào có thể ăn được và có được kỹ năng sinh tồn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.